Thưa quý vị, thiết bị chưa hết thời gian hao mòn nhưng đã bị hỏng không sử dụng được. Nhiều trang thiết bị y tế kém hiệu quả do xác định nhu cầu mua sắm chưa phù hợp. Đây là thực tế đang diễn ra tại nhiều bệnh viện trên cả nước. Ghi nhận thực tế tại tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hải Phòng. Máy theo dõi trẻ em S510 Colin. Máy đo độ tập trung tuyến giáp. Máy X-quang tăng sáng Siemens. Máy theo dõi nhi khoa. Tất cả những máy này đều đang được cất trong kho tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điều đặc biệt, toàn bộ thiết bị này đều có công năng sử dụng tại bệnh viện không quá 5 năm. Chỉ có duy nhất chiếc máy theo dõi nhi khoa, sau khi được kiểm toán vào năm 2016, chiếc máy này đã được sửa chữa để hoạt động trở lại. Mà những cái máy đã hỏng là những cái máy mà nó quá lâu sử dụng khai thác hết cái công suất của nó, hoặc là quá công suất của nó đã được sửa chữa thay thế một vài lần, nhưng mà đến cái giai đoạn này nó hỏng nặng, không thể sửa chữa thay thế được nữa, thì phải bỏ đi. Về vấn đề tại sao không thanh lý, sửa chữa lại các máy đã hỏng hóc, bệnh viện cũng cho biết những máy này thuộc sự quản lý nghiêm ngặt do có máy chứa chất phóng xạ. Những thiết bị còn lại đã hết niên hạn sử dụng và không thể sửa chữa được. Tôi đã giải trình cái máy nào mà sửa chữa được thì đã giải trình ngay là đã sửa chữa đem về hoạt động. Còn cái máy nào mà nó không thể sửa chữa được vì hỏng quá nặng, vì quá niên hạn, vì phụ tùng thay thế quá đắt so với lại cái giá trị của máy, hơn một nửa cái máy thì không nên thay thế nữa. Còn tại Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hải Phòng, hai thiết bị là lò nung và tủ hút an toàn hóa học được dự án ADB cung cấp vào năm 2011. Tại thời điểm kiểm toán, hai thiết bị này không hoạt động, thậm chí được trưng dụng vào việc khác. Hiện tại, trung tâm này đang hoạt động song song hai lò nung cỡ nhỏ và cỡ lớn, phục vụ nhu cầu cho phòng xét nghiệm hóa nước thực phẩm. Vào cái thời điểm mà quý 3, quý 4 và quý 1 ấy, của năm sau ấy, thì cái số mẫu nó nhiều, cho nên là cái việc mà chúng tôi sử dụng cái lò nung lớn là và lò nung nhỏ là cũng tương đối nhiều, bởi vì là như vậy mới đáp ứng được cái nhu cầu. Nhiều chuyên gia cho biết, việc lãng phí các trang thiết bị y tế hiện nay là thực tế đang xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố, thậm chí cả các trạm y tế xã, phường. Nhiều trang thiết bị được mua sắm bằng các dự án như nông thôn mới, các quỹ dân số Liên Hợp Quốc. Nhiều thiết bị chưa được vận hành, đã hỏng hóc hoặc đắp chiếu do không có người sử dụng. Trách nhiệm của cơ sở y tế mua sắm, những người nào mua sắm. Thứ hai là những cái cơ quan tài trợ hay cung cấp viện trợ hay là cung cấp ngân sách để đi mua cái này. Để làm thế nào cho nó sử dụng có hiệu quả, chứ không anh em ở cơ sở họ rất là lãng phí. Theo Kiểm toán Nhà nước, từ kết quả kiểm toán 11 tỉnh, thành phố cho thấy 1.225 trang thiết bị hỏng hoặc hiệu quả sử dụng thấp với nguyên giá 371,836 tỷ đồng. Trang thiết bị hỏng không khắc phục được là 649 thiết bị, tương đương 68,554 tỷ đồng. Trang thiết bị hỏng chưa được sửa chữa 120 thiết bị, tương đương 151,763 tỷ đồng. Trang thiết bị chưa hoặc ít sử dụng 450 thiết bị, tương đương 151,519 tỷ đồng. Những con số được thống kê chỉ qua một năm đang cho thấy sự bất hợp lý trong mua sắm và sử dụng trang thiết bị y tế hiện nay tại nhiều cơ sở y tế. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo lần 2 đối với luật lao động sửa đổi, trong đó có đề xuất phương án tăng tuổi nghỉ hưu đối với nam lên 62 và nữ lên 60. Dù đã là dự thảo lần 2, song cũng vẫn có không ít ý kiến trái chiều. Cường độ làm việc cao với 3 ca một ngày, cộng thêm môi trường làm việc phải chịu nhiều tác động như tiếng ồn, mực in, nên các công nhân của công ty này cho rằng việc tăng tuổi nghỉ hưu là không phù hợp. Đối với doanh nghiệp in, ngành in chúng tôi thì cái việc mà tăng tuổi lao động nghỉ hưu ấy, thì đối với nam mà bây giờ người ta đang 55, nữ 50. Nhưng mà cơ bản là những người mà bây giờ tăng tuổi lên thì việc cường độ lao động rất vất vả. Đồng tình với quan điểm người lao động trực tiếp thì không nên điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu bởi khó đảm bảo được sức khỏe. Tuy nhiên, với lao động chuyên môn kỹ thuật thì đại diện doanh nghiệp này lại mong muốn ngược lại. Lao động kỹ thuật thì tôi nghĩ là về quản lý doanh nghiệp thì tôi mong muốn họ kéo dài. Tại vì đào tạo một người kỹ thuật là rất là mất nhiều thời gian và kỹ thuật càng làm lâu thì cũng có kinh nghiệm hơn. Trong một cuộc khảo sát mới đây của Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đối với 4.000 công nhân lao động thì có tới 30% muốn nghỉ sớm.
đặc biệt là ở các ngành dệt may, da giày, chế biến thủy sản, làm đường giao thông. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng mặc dù hiện tuổi nghỉ hưu của Việt Nam vẫn còn thấp hơn nhiều so với khu vực và thế giới, song điều kiện lao động ở các ngành nghề trên chưa đảm bảo an toàn để thực hiện việc kéo dài thời gian lao động. Nhưng mà theo tôi ấy, thì lao động trực tiếp, lao động của các ngành lĩnh vực mà điều kiện lao động đang còn rất là hạn chế, chưa đảm bảo an toàn lao động, chưa có điều kiện để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động thì chúng ta cũng phải có lộ trình kéo dài. Theo ngành bảo hiểm xã hội, việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu là yêu cầu tất yếu bởi quỹ bảo hiểm xã hội đang đứng trước nguy cơ mất cân đối thu chi và quỹ bảo hiểm y tế bắt đầu bội chi từ năm 2017. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang đứng trước ngưỡng cửa của thời kỳ già hóa dân số. Nếu mô hình hưu trí không thay đổi thì sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu đảm bảo cân đối giữa số năm đóng hưởng. Lên 60 năm hay 62 đối với nam hay 58 hay 60 nữ là cả một câu chuyện chúng ta tính toán. Đấy, ngành bảo hiểm xã hội với Bộ Lao động sẽ phối hợp để kiến nghị chính phủ rồi quốc hội, đảng và quốc hội để tính toán phương án, lộ trình và thời gian đấy, cho nó phù hợp. Từ thực tế trên cho thấy việc tăng tuổi nghỉ hưu cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng với nhiều phương án phù hợp cho từng đối tượng. Có như vậy mới tránh được tình trạng mất cân đối quỹ bảo hiểm xã hội cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động.